Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Chainpay nhận token Cbay mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn sẽ vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra và ấn start để cho bay bot. Tiếp theo đó thì các bạn nhập lại mã captcha. Sau đó thì chúng ta tiếp tục ấn vào continue. Tham gia vào dự án hôm nay, các bạn sẽ nhận được là 0.2 token Cbay tương đương là 10 USD cho trade hiện tại mà dự án này đưa ra. Và các bạn sẽ nhận được thêm là 0.02 token Cbay cho một referral. Thì sau khi các bạn ấn vào continue xong thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào group, các bạn vào group. Chúng ta tiến hành join. Thì sau khi các bạn join vào group xong thì các bạn nhớ xác thực captcha nhé. Sẽ có một cái con bot nó hiện lên cái mã captcha, các bạn cộng hai số này lại và điền lại cái vẽ dưới đây thì nó mới cho các bạn join vào group nhé. Các bạn mà không nhập mã captcha trên group là nó sẽ kích các bạn ra khỏi group, là các bạn không được tham gia vào group á, nghĩa là các bạn không được nhận token luôn các bạn. Ok, sau khi các bạn xác thực captcha trên nhóm của nó xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Like và chia sẻ lại viết kèm tag 3 friend. Ok, các bạn vào Twitter. Hệ thống nhiệm vụ của Android Investor các bạn ạ. Nghi là như vậy. Trên Twitter của dự án Chainpay, các bạn nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở cái bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ một trực tiếp. Các bạn vào retweet tweet lại. Sau đó các bạn vào phần tin nhắn này, ở dưới bài viết ấy, các bạn tag thêm 3 người bạn vào đây giúp mình. Chúng ta bình luận lại 3 người bạn dưới đây nhé. Ok, sau đó các bạn nút reply trả lời. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh liên kết với dự án, các bạn vào channel. Thì nguồn liên kết với dự án hôm nay là nguồn Arab Investor, các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow trang mạng xã hội Twitter, trang liên kết với dự án, các bạn vào Twitter. Thì nguồn Twitter liên kết với dự án hôm nay là nguồn Arab Investor, các bạn tiến hành follow nhé, bạn nào chưa follow thì follow nhé. Sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút submit my detail, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên đó là nó hỏi chúng ta đã join vào group chưa, thì các bạn nút done. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn về tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn. Các bạn tiếp tục quay trở lại bot, các bạn dán cái đường link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó nó hỏi chúng ta đã join vào cái liên kết chưa, thì các bạn nút done. Sau đó các bạn chọn Z luôn. Và cuối cùng đó là nó yêu cầu chúng ta điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain BSC. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví Cellbay. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví Binance Smart Chain giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó các bạn có thể ấn vào phần Statistics để kiểm tra thông tin của các bạn. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 0.2 token Cbay. Và đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại link red đi tiến thêm bạn bè để nhận thêm token. Thì qua một lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 0.02 token Cbay. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 0.2 token Cbay đến từ dự án Chainpay. Nên đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.